Chào mừng quý vị và các bạn đến với Audio Hà Nội TV. Hegen là thương hiệu audio high-end hàng đầu của Na Uy, được biết đến với những chiếc âm ly đầu CD cao cấp hiện đang được phân phối độc quyền tại Audio Hà Nội. Trong video này, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi khám phá về chiếc âm ly tích hợp Hegen H390, một trong những model được bán chạy nhất của thương hiệu Hegen. Thưa quý vị, Hegel H390 dù mới được ra mắt tại Munich High End Show 2019, nhưng mô âm ly tích hợp này đã được vinh danh trong hạng mục High End âm ly của giải thưởng EISA 2019-2020. Bởi Hegel H390 không chỉ là một chiếc âm ly tích hợp thông thường, mà nó sở hữu cả những tính năng như streaming, DAC và khả năng trình diễn âm nhạc ấn tượng mà khó có đối thủ nào trong cùng tầm giá có thể vượt qua. Chiếc âm ly Hegel H390 là phiên bản nâng cấp hoàn hảo để thay thế cho người tiền nhiệm Hegel H360. Nó vừa được thừa hưởng đầy đủ các đặc điểm thiết kế truyền thống của Hegel từ hình thức, nền tảng kỹ thuật tiên tiến để tạo nên một bộ khuếch đại cao cấp có thể làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất. Nhà sản xuất Hegel vẫn duy trì một cách tạo hình chung cho những chiếc âm ly tích hợp của họ, chỉ có sự thay đổi về kích thước sản phẩm. Âm ly Hegel H390 có vỏ máy gọn gàng, chắc khỏe, được làm từ nhôm. Quá trình gia công chế tạo được thực hiện hoàn toàn thủ công tại phân xưởng của hãng ở Na Uy, đem đến một khung máy tinh xảo và được hoàn thiện bằng lớp sơn màu đen bắt mắt. Không có quá nhiều chi tiết trên chiếc âm ly tích hợp hai kênh này, chỉ có một màn hình OLED, hai núm xoay được làm bằng nhôm cho phép người dùng lựa chọn đầu vào tín hiệu và điều chỉnh âm lượng. Nhưng vẻ ngoài đơn giản và không kém phần sang trọng vẫn đủ để Hegel H390 nổi bật trong mọi hệ thống âm thanh hoặc quyện vào mọi không gian giải trí. Âm ly Hegel H390 nổi bật với sức mạnh khuếch đại âm thanh tuyệt vời. Chất lượng âm thanh gần với chiếc âm ly tích hợp đầu bảng Hegel H590, mang đến khả năng kéo tốt nhiều cặp loa khó tính trên thị trường hiện nay. Trên chiếc âm ly Hegel H390 này được trang bị công nghệ Sound Engine 2 đã được cấp bằng sáng chế của Hegel cùng với những cải tiến mới nhất của hãng, với mạch khuếch đại tiên tiến giúp cho Hegel H390 kiểm soát tốt hơn mức độ biến dạng của tín hiệu khi khuếch đại. Đặc biệt, ở âm ly Hegel H390 có khả năng tiết chế và kiểm soát loa tốt hơn, mang đến những âm thanh có độ cân bằng, chi tiết và rất tự nhiên. Đáng chú ý là giải bass rất mạnh mẽ và sâu lắng. Là chiếc âm ly tích hợp hai kênh, âm ly Hegel H390 sở hữu mạch khuếch đại Class AB, cung cấp mức công suất đầu ra ấn tượng lên đến 250W trên kênh ở mức trở kháng 8 ohm. Thiết kế dual mono được ứng dụng trên Hegel H390 cùng cấu trúc mạch tiên tiến giúp âm thanh đầu ra có được sự chính xác, tinh khiết, tự nhiên và không xuất hiện méo tiếng. Âm ly Hegel H390 sử dụng thiết kế hoàn toàn cân bằng cho đầu ra và đầu vào tín hiệu. Nhà sản xuất trang bị một bộ nguồn lớn chiếm tới 1/2 nội thất bên trong của thiết bị, cung cấp năng lượng mạnh mẽ, ổn định để quá trình khuếch đại tín hiệu luôn đạt được hiệu suất cao nhất. Kết quả là âm ly Hegel H390 có thể xử lý được dải tần số từ 5Hz đến 180kHz cùng với méo hai tổng nhỏ hơn 0,005% và chỉ số damping factor cao hơn 4000. Ở máy khuếch đại analog, âm ly Hegel H390 được trang bị hai cặp cổng vào RCA và hai cặp cổng vào XLR, kèm theo một cổng line level output chuẩn RCA với hai lựa chọn là fit và variable. Trong khi đó, máy khuếch đại digital của Hegel H390 sở hữu 6 cổng vào, gồm hai cổng coaxial, hai cổng optical, một cổng USB và một cổng mạng Ethernet. Trong đó, cổng Ethernet có thể kết nối với thiết bị mạng gia đình và stream nhạc. Ngoài ra, cổng ra digital gồm một cổng coaxial. Âm ly Hegel H390 còn hỗ trợ tính năng streaming có hỗ trợ Roam tương thích với UPnP DLNA, Earplay, Spotify Connect. Tích hợp DAC cung cấp khả năng giải mã pha nhạc số có độ phân giải cao, hỗ trợ giải mã MKA và phù hợp với cả DSD. Với sự đa dạng tính năng này, người dùng có thể kết nối âm ly Hegel H390 với mọi nguồn tín hiệu mà họ muốn, từ đầu CD, đầu đĩa than, TV đến các nguồn nhạc số từ điện thoại thông minh, laptop và nhiều hơn thế nữa. Việc kiểm soát hoạt động của chiếc âm ly Hegel H390 này sẽ trở nên dễ dàng và tiện dụng hơn nhờ chiếc điều khiển từ xa được nhà sản xuất trang bị đi kèm. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã có được những phút giây thăng hoa cùng âm nhạc. Và đúng như những gì mà người ta nói về Hegel H390, đó là một chiếc âm ly tích hợp đa dụng, sở hữu nhiều tính năng hiện đại, bắt kịp xu thế, cùng chất lượng âm thanh chân thực, hay và hấp dẫn. Hegel H390 sẽ là đối tác hoàn hảo cho nhiều cặp loa high-end trên thị trường.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.